Tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ ban giao hồ sơ vị trí, trữ lượng khai thác mỏ, báo cáo đánh giá tác động môi trường của bốn mỏ cát cho bốn nhà thầu để phục vụ thi công cao tốc Cần Thơ Cà Mau gồm hai đoạn là Cần Thơ Hậu Giang và Hậu Giang Cà Mau với tổng trữ lượng khoảng 3,2 triệu mét khối. Cụ thể, các nhà thầu thi công gồm công ty cổ phần Hải Đăng khai thác mỏ cát thuộc thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, trữ lượng 862.216 m khối công ty cổ phần xây dựng Tân Nam khai thác mỏ cát ở xã Tân Mỹ và Tân Khánh Trung, huyện Lắp Giò, trữ lượng 801.250 m khối tổng công ty xây dựng Trường Sơn khai thác mỏ cát thuộc xã Mỹ Sương, huyện Cao Lãnh và xã Tân Khánh Trung, huyện Lắp Giò, trữ lượng 791.225 m khối công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Thi Sơn khai thác mỏ cát thuộc xã Định Yên Nguyễn Lấp giò trữ lượng dự kiến hơn 754.000 m khối. Trong bốn dự án khai thác mỏ cát nói trên, đến thời điểm hiện tại, dự án của công ty cổ phần Hải Đăng đã thực hiện xong hồ sơ và được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.